Đấy, mấy cây dạ thảo này là cho vào cá làm thành nhà máy lọc chất thải. Đấy, cây dạ thảo này là rất dễ sống này. Xin được các cô tỉa cành bứt dày đi mang về cắm khoảng 1 tháng là nó sẽ ra sum suê rễ này, xong rồi mới cắm vào đây này cho cá này, cá sẽ sống được lâu này. Đấy, sum suê này, dễ sum suê giống như trong bài anh đi rừng chưa thấy lá, anh về rừng đã sum suê, phố cũ bấy chừ xa lạ, hắt hiu đợi gió giao mùa. Anh đi à, mấy cái bạn họa mi kia hót bé mồm thôi chứ, để danh ca còn hát nữa chứ.